Chào bà con, lúa công trái me mà mình phát hiện bị đau có bông, nhưng trước đó mình đã phun hai cử thuốc thì nguyên nhân là vì sao thì mời bà con cùng Hiếu tìm hiểu trong video này. Kênh của Hiếu là kênh chia sẻ về kiến thức cũng như kỹ thuật nông nghiệp và cũng là nơi cung cấp thuốc bảo vệ thực vật dành cho quý bà con. Trường hợp đầu tiên là mình sử dụng thuốc nhưng mà không đúng thuốc nha bà con. Bởi vì đậu ôn cổ bông đó, thì mình phải xài những dòng thuốc mà quản lý cái đậu ôn cổ bông. Còn mình sử dụng như những cái sản phẩm mà lem lép hạt mà áp lực bệnh cao á, thì nó sẽ không quản lý được đậu ôn cổ bông nha mọi người. Hiếu ví dụ như chỗ lạc sẹt mà chỗ đều xài Amitatop nhưng không có phối thêm đậu ôn cổ bông, bị dính ngay đó. Hoặc là bà con có thể xài những cái sản phẩm mà thông thường á, đó, nó đều bị dính. Hoặc là mình sử dụng sản phẩm mà quản lý đậu ôn nhưng mà cái gốc nó nhẹ đó. Rồi, đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là bà con sẽ phun sai thời điểm. Thì hiện nay có rất là nhiều bà con là khi mà lúa mới nứt bắp chỗ một bông hai bông đầu tiên thì mình không có phun. Và bà con thường là lưa ra để cho lúa chỗ khoảng 20-30%. Thì cái thời gian đó những cái bông chỗ trước nếu gặp mưa hay sương thì nó sẽ rất là dễ bị gãy cổ bông. Rồi cái phần thứ hai là khi mà lúa chỗ đều, tức là những cái bông con nó bắt đầu chỗ mà bà con không có phun thuốc đó, và bà con để cho nó hơi cong cong một chút xíu đó, thì lúc đó lại bị đợt thứ hai nha mọi người. Và khi đến lúa công trái me rồi và mình ra thăm ruộng mà mình phát hiện gãy cổ bông thì xem như đã trễ rồi nha mọi người. Lúc đó là mình không có còn can thiệp được nữa. Rồi, nếu bà con có xem được cái video này thì bà con hãy rút kinh nghiệm nha. Rồi, hy vọng là những vụ sau thì mình sẽ trúng mùa và trúng giá như năm nay. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi video. Có thắc mắc gì thì bà con cứ comment phía dưới video, Hiếu sẽ tư vấn và giải đáp cho mọi người. Rồi, Hiếu xin chào.